vậy yeah. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 2023 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng à, Học đến tập 13 Mỗi ngày chúng ta Muốn mình được an tâm Muốn mình Thường vui vẻ Không buồn giận ai để trong tâm Và Phát tâm Thường Nguyện đời này nhất định phải về cực lạc Thì chúng ta phải thường nhớ Ai Di Đào Phật Nhớ Tây Phương cực lạc Nhớ Nhớ Ai-di-đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc Thì thường an tâm Thường vui Không bao giờ buồn dặn người khác để trong tâm Vì sao? Vì mình muốn về bên cạnh Phật Ai-di-đà mà Người đã muốn về bên cạnh Phật Ai-di-đà Thì chúng ta càng ngày càng sẽ Chỉnh sửa mình tốt lại Vì sao? Vì mình muốn về bên cạnh Phật Ai-di-đà ở thế giới cực lạc còn là thượng thiện ở một nơi Mình muốn gần gũi bậc thượng thiện Mà mình mỗi ngày không vừa lòng không vừa ý thì sao Mình về bên cạnh Sống cùng với những bậc thượng thiện được quý vị à. Nên mỗi một người chúng ta Hãy thường nhớ ai với Đạo Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc đi Sống trong cuộc đời này nếu mà nói ra không vừa lòng không vừa ý thì mình thấy cái thứ gì mình cũng không vừa lòng không vừa ý như quý vị dù là tốt bao nhiêu chuyện đi chăng nữa Vẫn lòi ra một chút xấu có người moi ra thì từ nơi đó mà cuộc đời của người chúng ta nhớ ai như đà phật nhớ tây phương cực lạc là hay nhất mình mỗi ngày giữ trạng thái mình làm sao cho nó đặc biệt vui vẻ an lạc tự tài Như đức từng nói với quý vị nếu mà nói về một ngày Như đức phải lo giải quyết vấn đề sắp xếp xích trong chùa thì nhiều việc quá rất là nhiều việc ngày mai tới lễ này thấy chùa chúng ta ngày mai lễ tới bữa nay các cụ vẫn tu bốn thời bình thường đại chúng nhà đức vẫn luôn luôn chú trọng cái việc tu thí dụ như làm cái gì một số người trẻ đã làm còn đa phần người già làm gì chút buổi sáng tới giờ lên tu tại vì sao vì tuổi già của họ thời gian không còn bao lâu nữa nên để cho thời gian niệm phật cho nhiều Rồi ngày mai tới chương trình lễ Phật đản Chúng ta quan trọng là tập trung về nghe Pháp niệm Phật Nhớ ơn Đức Thế Tôn, nhớ Đức Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Thì chúng ta chăng thật tu đời này phải về Tây Phương Cực Lạc Vì nhớ, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc chúng ta mới trả ơn cho Đức bổn Sư chúng ta Và Thầy dạy chúng ta và tất cả chúng sanh hộ trì cho chúng ta Chỉ có gì Cực Lạc mới trả ơn được nên đời này mình phải thường nhớ ai đó Phật nhớ Tây phương Cực lạc quý vị. Người ở trong chùa hay là hàng cư sĩ gì cũng vậy. Nếu như muốn mỗi ngày an tâm vui vẻ, tâm trạng tự tại thì phải thường nhớ ai đó Phật nhớ Tây phương Cực lạc. Cứ thường nghĩ như vậy thì tự nhiên mình giống na ná người ở thế giới Cực lạc rồi. Nên mình mỗi ngày bình an và vui vẻ. Nếu không thì không vừa lòng chỗ này, không vừa lòng chỗ kia. Mà cái không vừa lòng không vừa ý đó, nghe quý vị Nó nhiều lắm Nếu mà nói ra không vừa lòng không vừa ý thì sao Nếu nói vào ra mà, mà chết quý vị Là thứ gì nó cũng chết được chứ mình mà chịu cần trong lao lòng mà. không vừa ý mình trách ai rồi là mình trách tò mình trách tá lã âm binh luôn nên những đức thấy rằng thí dụ như giờ đi phật tử thường cũng dường như đức khổ trợ như đức nuôi cụ già đi thì nói là con hộ trì thầy nhiều lắm á đó nghe Đói giờ nhiều tiền lắm á một ngày nào quý vị chỉ cần làm sai gì chút đi Đức la gậy vì như đức mắng quý vị như đức giống như giống như không có còn qua lại với quý vị gì nữa chứ trong khi ngày xưa một thời cũng thầy thầy sư phụ sư phụ đồ ghê lắm nghe nhưng mà chạm cái gì cái rồi là bắt đầu mất sạch cái tình cảm hết luôn nên quý vị thấy cái thiện gì trong cuộc đời này nó vẫn không bằng nhớ ai là phật nhớ tây phương cực lạc nhớ ai là phật nhớ tây phương cực lạc nó giúp cho mình tâm trạng rất là an lạc tự tại nhìn thấu buông xuống nhưng mà cái tình cảm ở thế gian này quý vị đặt vào chỗ nào có khi nó sẽ nó sẽ vỡ tan ra mà còn sanh khổ đau cùng cực có không có chứ nên từ nơi đó đó cái việc thiện việc tốt mình phải làm nhưng mà cái chuyện nhớ ai với là phật nhớ tây phương cực lạc là mình phải gây dựng cho cực kỳ mạnh để cái chữ giác này nhắc nhở mình là mỗi nhân viên mình phải giác ngộ Đó. nên có những người họ gặp những đức họ nói rằng là con cũng thường gỡ tiền cúng dường ba la mặt không có biết gì hết đâu không cho ai biết hết. Nhưng mà khi con nghe lời thầy giảng Thì cái tâm con làm gì con thoải mái Con an lạc lắm dù đi đến chùa thầy có biết con hay không biết con Nhưng mà con luôn luôn nghe Pháp Niệm Phật lễ Phật miêm mặt Hồ trì tâm bảo Thì cái tâm trạng của con như vậy vui lắm thầy Ngày xưa con cũng đi chùa Mà đến chùa con không hiểu điều này Con làm cái gì Cũng muốn cho người ta biết Nó không có được sự an lạc Nhưng mà bây giờ làm như vậy lại có sự an lạc Như nó nói đúng rồi Vì cái đó là nó phát xuất từ tự tách chỉ cần mình có cái tâm gì rồi mình làm tất cả việc thiện gì dù là không ai biết nhưng phật bồ tát biết hết trơn việc thiện việc ác gì phật bồ tát biết hết trơn quý vị nên mình mỗi ngày niệm phật phát nguyện đời này con sanh về thế giới cực lạc đã là phát nguyện như vậy rồi thì mỗi một con người mình Nên sống trong cuộc đời này Vừa lòng vừa ý đi Vì sao Vì nhăn mình gieo quả mình chịu Mà mình không vừa lòng vừa ý nó cũng không được Nhưng mà đâu phải làm liền được đâu Phải nhắc lâu dài Rồi mình cũng phải gặp nhiều sự trở ngại Chuyện này chuyện kia rồi tự nhiên mình bừng tỉnh lên Mình sáng cái tâm Rồi mình mới làm được như vậy Chứ không phải nghe cái làm liền được đâu quý vị cái tâm phàm phu mình là cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ mọn, cái tâm hơn thua, cái tâm đấu đá, cái tâm châm chích Đây là những cái loại tâm mà phàm phu mình đi đến khỏi đời này là Cái nhăn đã gieo rồi đó Cái nhăn đã vậy thì cái quả nó phải vậy chứ Đấy không? Nên mỗi một con người mình á Niệm Phật từ từ nó giảm à Thì nhớ nó không phải là đúng sản cái là hết đâu Nhưng mà niệm Phật từ 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 Cái tâm mình nó sáng ra Hiểu Thông cái tâm nên là Phật tử á Mình dù có tập khí gì đi chăng nữa Vì cái chẳng, chỉ cần chăng thật niệm Phật Rồi nhớ Tây Phương Cực Lạc Nghe Pháp mỗi ngày Nhưng Đức Bảo đảm 100% với vị từ từ nó giảm Từ từ nó giảm rồi Rồi tất cả những việc gì người ta làm Chỉ cần người ta có tâm tu Dù người ta lỡ làm hơi sai gì chút Nhưng vị yên tâm đi từ từ người ta cũng sửa vì người này họ muốn sanh cực lạc nên tự tánh hiển lộ Rồi từ từ tự nhiên họ sửa tốt à 100% luôn con người á chắc chắn rằng ai cũng sẽ tốt không sớm muộn muộn cũng tốt à không sớm muộn gì tốt cũng tốt à. yên tâm đi con người á không có xấu đâu từ từ nó sẽ tốt đức phật thích ca đi người nói rõ ràng ta là phật đã thành chúng sanh là phật sẽ thành tất cả chúng sanh đều có đức tướng mà trí tuệ giống hệt ta rõ ràng con người nhất định sẽ là tốt sớm muộn họ cũng là tốt yên tâm đi Chúng ta đến với con người chúng ta chỉ cần có cái nghĩ này Thì bây giờ họ chưa tốt nhưng mà mai mốt nhất định họ sẽ tốt Mặt thuận thì chúng ta đã gieo cái nhân thuận <laughs> Mặt nghịch thì chúng ta đã gieo cái nhân nghịch Bây giờ mình là người nhớ Phật nhớ Tây Phương cực lạc cũng gì cực lạc mà mình còn không vừa lòng không vừa ý Quý vị nhớ Cái cõi đời này Hai cái chữ bình đẳng Là nó tính vào nhân quả nha bình đẳng là tính vào nhân quả chúng ta đừng có bao giờ nói rằng chúng ta làm cái đó là con công công cá gì đó rồi con phải được như vậy đó là công bằng chưa chắc nhớ rằng cái khi cái nghiệp duyên mình tạo nhiều đời nhiều kiếp nó nặng hơn cái việc làm thiện đời này của mình nhiều lắm nên cái việc thiện đời này của mình mới làm nó chưa có đủ để mà cái quả thiện kia nó chỗ ra đâu nếu như mà nói ở cõi này mình gieo cái nhăn vậy là tôi mới được cái quả gì liền thì giỏi lắm phước Hưởng phước thế gian thôi Còn nếu như quý vị muốn hưởng công đức phước báo sức thế gian Thì cái tâm quý vị dù gặp sự khổ đau trở ngại Bị hiềm khích, bị châm chích gì vì vẫn giữ tâm bình thản được Đây mới là quý vị muốn hưởng cái công đức phước báo sức thế gian Ở Tây Phương Cực Lạc Còn nếu như ở cõi này mà bây giờ mình nói mình muốn công bằng gì 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 Không có được đâu quý vị ơi Không bao giờ được đâu À dù mình làm bao nhiêu việc thiện đi chăng nữa Vẫn bị người ghét, vẫn bị người chăm chích Rồi mình làm bao nhiêu việc thiện vậy đó Mình chỉ cần đụng chạm người ta cái gì đó Người ta chở mặt quay lưng liền Chở mặt quay lưng liền Bỏ rơi mình liền, vứt mình luôn á Thì biết rằng cái cõi này là tại vì cái nhăn mình Đã từng gieo cái điều đó với người ta Y gan như vậy luôn Bây giờ người ta đối xử với mình y gan như vậy luôn mình nói tại sao con người này vô tình vô nghĩa như vậy không phải vậy cái nhân cái quả nó công bằng dữ lắm Nhân nào quả nấy là công bằng Bình đẳng Tại vì nhân nào quả nấy Không sai một chút luôn Không sai một chút nào hết trơn chứ. chứ mình đừng có đòi ở cõi này phải công bằng rồi phải bình đẳng thì sao vì vị nhớ Mỗi người người ta phước phần Khác nhau hết trơn Sao mà kêu đặt để bình đẳng được quý vị à. Nên Mong mà, Mỗi người Phật tử Chúng ta học tập mỗi ngày gì thông cái tâm mới bị ơi. Thông cái tâm đi. Chỉ cần cái tâm mình quan hỷ vui vẻ thì nó đều quan hỷ vui vẻ chứ. Cái tâm mình mà nó không vui vẻ quan hỷ thì nó không vui vẻ quan hỷ. Ở trong cuộc đời này có gì đâu tròn vẹn đâu. Mình chỉ cần mình hướng dẫn người ta nhiệt tình về nhân quả mỗi một con người. Làm việc gì hãy tự bình tĩnh suy nghĩ lại. Mình là người ở thế giới cực lạc hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Tương lai mình về Tây Phương Cực Lạc Thì làm cái gì, gì mình bình tĩnh suy nghĩ lại Tự mình sẽ điều tiết nó Từ từ điều tiết nó lại Cho mình góc độ nhìn thấu buông xuống Thí dụ như Chị em mình vô một cái phòng ở hay Anh em mình vô cái phòng mình ở Mình dẫn con cháu theo nếu như con cháu mình bằng đi mà làm phiền nhiều người nằm trong cái phòng đó ta ngủ được thì mình tự nhìn nhận sâu sắc nếu đặt mình vào người ta sẽ làm sao? Nào, nghĩa là góc độ mình phải sâu sắc vậy để mình nhìn nhận thì tự nhiên mình sẽ biết mình đặt để mình ở vị trí nào phù hợp. Còn nếu như mình chỉ biết bản thân mình thôi thì tự nhiên bản thân mình sẽ không bao giờ nhìn nhận rộng đâu quý vị. Con người mà thường chỉ biết mình thôi thì tâm lượng mình nó không có mở rộng Mà con người mình nghĩ cho nhiều người thì mình tâm lượng mình mới mở rộng ra được 100% luôn Có một số dư luận ở trong cái cuộc đời này có người mình không vượt qua đố mà cuộc đời mình làm được cái gì Như cách nay 10 năm về trước Những đức mà không vượt qua một số dư luận Thì bản thân hôm nay không có ngồi trong ngôi nhà Tam Bảo Một là đi lông nhông ngoài đường hay là gì đời Mất tiêu cái thời đó đó cái thời như đức mới đi xuống đây đó, cái thời những đức khó khăn lắm đó. mọi mặt quý vị khó khăn mọi mặt luôn nào là mang tiếng mang tay nào là bị người ta nói mình phản bội nào là đủ thứ chuyện hết chứ những đức nói cứ cố gắng đi không ai cho cơm mày ăn đâu lời nói đó họ thích nói thì họ nói thôi mình cố gắng cố gắng xuống đây hòa thượng mình chỉ cần cho mình cơ hội Thầy mình cho mình cơ hội là mình cố gắng à Nỗ lực cố gắng Ở trên kia thầy đưa mình đi xuống đây Bản thân mình không thể nào Phò hai ông vua được đâu quý vị Chỉ phò một ông thôi Nếu như một ngày nào quý vị gặp những sự việc gì thì quý vị sẽ hiểu Có những cái trong cái cuộc đời này xin thưa quý vị Bỏ mà không bỏ, không bỏ mà bỏ trong cái cuộc đời này chúng ta phật pháp đó, nó là muôn biến dạng hóa con người học phật đó, mà mình chết cứng thì mình tự mình thất bại chết cứng thì là mình thất bại trong khi phật pháp nó muôn biến dạng hóa nếu như những đức mà không nhận thức được chỗ này trong 5 năm chờ học phật ở trên kia thì đi xuống đây những đức không muôn biến dạng hóa thì làm sao hôm nay có ba bốn điểm đậu tràng cho các cụ già Ngày xưa đi lang thang tùm lum Bây giờ quy về được có chỗ ở Thì nghĩ đi Nếu như những đức á, Bị kích động một hai câu nói á, Của tư tưởng á, Phàm tục á, Thì hôm nay á, làm sao có ba bốn điểm đầu tràng gì Cho người già có chỗ ở không vậy coi á, Nên con người mình á, Người ta không vừa lòng mình người ta muốn nói gì người ta nói một hai câu Nhưng bản thân của mình Nên bình tĩnh soi xét để rồi bản thân mình cố gắng cố gắng mà tu mình chỉ càng gây dựng tính nguyện tính tâm kiên cố thì cái gì mà không vượt qua quý vị cái gì nó cũng vượt qua chứ nhận đức thấy rồi không có ai mở không đâu tối ngày đi dùng cái miệng chăm chích mình hoài đâu từ khi họ có cơm ăn sẵn thì rảnh quá nên mới đi nói tàu lao hoài chứ mà ra bạn bịu ngoài đời thì nói thời gian cũng nghĩ nói à còn nếu như mà nhận hạt gạo tam bảo mà mỗi ngày không chịu dùng cái miệng niệm phật mà đi nói tàu lao hoài, thì cuối cùng quý vị biết rằng cũng bị hớt môi cắt lưỡi. Tại vì sao gì? Cái nghiệp duyên nó có nó đến với mình thôi à? Nên nó, những Đức nói với chúng trong chùa hàng Phật tử dùng cái miệng này niệm ai về đạo Phật liền. Vừa nghe câu này cái đề sướng liền quý vị. Ai về đạo Phật? Ai về đạo Phật? Ai về đạo Phật? Ai về đạo Phật? Niệm lên liền. Dù công đoạn này có trải qua 10 năm 20 năm sau nghe cái Là người tu tịnh độ niệm liên Người không tu tịnh độ cũng niệm liên Đề xuất có vật hiệu liền Niệm vật một câu phước sanh vô lượng mà quý vị Lễ vật một lễ tội diệt hà sa mà Nên những đức mong rằng Hàng Phật tử mà những đức hướng dẫn á Quý vị nhớ nè Tất cả trưởng đoàn hay tất cả những người đi đến đây tú Mỗi người mình giữ cái tâm an lạc quý vị Việc đó mình làm lợi ích Việc thiện, việc tốt thì nhớ này việc thiện việc tốt trong cõi đời này nó không phải tròn vẹn đâu vì làm việc thiện việc tốt cỡ nào đi chăng nữa nó cũng phải cắt sáng bớt cái thiện đó cái tốt đó nhưng quý vị phải nhớ kỹ là quý vị làm sao còn lờ nói câu này cho phổ thông dễ hiểu là còn lờ chứ đừng có cắt sáng mà nó cắt đến mức mà mình lỗ luôn là mình thất bại nói gì tự Phật tử mình suy nghĩ mở rộng ra đi à. nên cuộc đời mình sống ở cái cõi này ấy cái dư luận là một cái nền tảng để giúp cho mình thành công đó cái chăm chích đó là một cái phương thuốc để giúp cho mình nhẫn nại đó nên hòa tự tin không người nói là tội nghiệp cho họ họ mỗi ngày không dùng cái miệng niệm phật mà đi dùng cái miệng chăm chích dùng cái miệng nói này nói kia nói nọ không vừa lòng không vừa ý nên từ nơi đó mà quý vị phải nhớ rằng cái viên thuốc mà chăm chích là viên thuốc giúp cho mình nhẫn được hay không tu được chữ nhẫn nên trong kinh Phật dạy mình nhắc mình nhẵn nhỏ thành tụ nhỏ Nhẵn lớn thành tụ lớn Không nhẵn không thành tụ Phải nhớ Nên những đức rất là trân quý hàng Phật tử Những điều chia sẻ cho những đức những lời chân thật Đó là những bài học cho những đức rất là phong phú Những đức rất là cảm ơn quý vị Chứ không phải nói rằng mình hướng dẫn người ta Người ta nhắc nhở mình Mình nói ủa tôi hướng dẫn mấy người tôi là thầy Mấy người buồn mấy người muốn làm thầy tôi hả à? Không có quý vị Trong cuộc đời con người chúng ta có những cái chúng ta trong cuộc chúng ta lại tối mà ngoài cuộc ta lại sáng nên cái người ngoài cuộc người ta nhắc nhở mình nó rất là hay những đứa rất là cảm ơn thật tử người ta nhắc nhở mình này kia giống như nhà bác học bằng đêm cứ ngồi học đứa con lên đến hỏi cha 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 là nhà bác học rồi mà sao cha học hoài vậy cha người cha nói nếu cha không xuyên học làm sao gọi là nhà bác học nên mình là một người học tập quý vị à? một người học phật tu hành mình phải được sự nhắc nhở người khác Chứ mình phải bị sự châm chích phỉ bác Để bản thân mình có có rèn được chữ nhẫn hay không Lâu ngày nó rèn được chữ nhẫn nha quý vị Người ta mà la mình hoài mình cũng rèn được chữ nhẫn nha quý vị Chứ người ta không la mình Một ngày nào người nào la mình cái là mình rớt luôn á Người ta không chăm chích mình Một ngày nào người ta chăm chích một phát là mình dậy tê tê vậy đó Nên thường ngày mình uống nhiên thuốc này Mình giống như mình có năng lực chịu đựng Nên cái câu mà sống trong thế giới biết ơn hay Mình cảm ơn những người bỏ rơi mình Vì họ giúp cho mình biết tự lập Quý vị biết rằng cách nay 10 năm về trước Những đứa từ trên Đà Lạt đi xuống đây giống như là mình thôi Giống như là nó sao quý vị ơi à, Trên đoạn đường mà trên xe đi xuống dưới đây nó Mình nó không biết đi về đâu luôn Mình không biết rõ cái chỗ này nó sao làm sao họ kệ đi Đến Đến bước tính bước không? À, rồi đi đến đây rồi chơi dơ nhất là gì vì nuôi chúng mà không có tiền lúc đó phật tử cũng chưa biết đến nó vì nghĩ sao mà trăm mấy chục người bớt sao trăm mấy chục người chết sao bởi vì nó giúp cho mình tự lập mạnh thế ghê giúp cho mình tự lập rồi bây giờ người ta kêu mình phải nghe người ta làm gì bên đây kêu mình cũng nghe mình gì bên nào ông kêu bây giờ ông phải nghe tôi gì bên đây phải nghe tôi gì nó trong bụng trời không biết sống làm sao luôn kiểu này tiền thì không có không nghe bên đây bên đây mà không chi tiền thì chết sống nổi mà giờ không nghe bên đây mà bên đây không cho ở cũng chết luôn thì sao đây thôi bây giờ ăn cái nào gào cái nấy đi mình đã đưa đi xuống đây rồi, giờ mình sống với hòa thượng họ nhiệt tình hết lòng với hòa thượng rồi sao nó nên còn thầy đưa mình đi bây giờ thôi con học với thầy 5 năm con cố gắng bây giờ xuống đây nếu mà nghe điều này thì biết cái khó người ta hồi xưa hồi sao nó đâu có đơn giản mình cũng từng đi đến này chỗ này chỗ kia mình tu học mình biết mà nó đâu có đơn giản đâu ví dụ như bây giờ mình không có xây ngôi chùa mình không có tạo dựng ra cái nơi đó mình đến nơi đó mà mình mình vào mình ở luôn cũng bao nhiêu cái cái cặp mắt nó nhìn mình chứ dễ sao chặt mà kiên nhẫn để mà lót cái nền giống như quét lá đa để mà bồi dưỡng duyên phước được ở được lo cho chúng thì cả vấn đề nhẫn chứ đâu có dễ cái người nhìn vào khách quan bên ngoài cặp mắt của người ta nó chỉ nhìn bằng con mắt bên ngoài nó không có trọng tâm vào bên trong nên người ta chỉ nhìn cái bên ngoài trong thời cuộc đó bao nhiêu người nào là ông hiền này ông này phản bội này kia tùm lum họ chỉ biết quý một bề mặt nào đó rồi họ chỉ biết phỉ bán họ chỉ biết ùa theo thế vị nên cái cõi đời này nó vậy nên chúng ta không có đặt vấn đề trong cái cuộc đời này thương ghét nặng quá bữa nay họ thương mình mai họ ghét mình họ thương thì họ đội trên đầu mà họ ghét là đạp xuống chân như bản thân những đức cũng vậy khi những đức thương quý vị cái thấy gì cũng được khi những đức ghét quý vị là những đức phanh phoi hết trơn những đức muốn nói những đức như vậy luôn để cho quý vị nhận thức đi Nhận thức rộng ra đi Quý vị sống với người ta bao nhiêu năm Thì quý vị tự hiểu người ta thôi ừ, Tự hiểu thôi Cái căn tính phàm phu là như vậy đấy quý vị Nên chúng ta đừng có đặt cái vấn đề nặng nề về cái chuyện thương Ghét quá nặng nề Có thương thì có ghét mà có ghét thì có thương Mình vẫn luôn luôn duy trì Cái việc làm của mình nếu nó là đúng là tốt Thì cứ làm đi thì sự thành công là kiên định, đó. Sự thành công là kiên định Những đức trải qua những thời gian gì nên những đức Có sự kiên nhẫn Nên những đức nói cái liều thuốc á, Mà chăm chích phỉ bán là cái liều thuốc giúp cho mình nhẫn ấy vậy. Cái liều thuốc mà người ta bỏ rơi mình là giúp cho mình Biết tự lập Nên tất cả những cái điều mà mình cho nó là xấu Nó là một nền tảng Giúp cho mình thành công sự nghiệp tu đạo Nên Phật Thích Ca Mô Ni nói rằng Ta bà khổ khổ không nếu nào nói hết nó đa dạng cái thứ để chúng ta khổ chứ Nó ở cõi ta bà này mà muốn bình đẳng không có bình đẳng đâu Những đức hiểu rồi Nên Phật tử ý kiến ý cò này đủ chuyện như đức này Thôi tôi cứ cố gắng làm vai trò tôi cho tốt à Bây giờ trong chùa hơn ngàn người mỗi ngày tôi lo Thì cũng là làm chuyện vì chúng sanh thôi Thôi tôi cố gắng còn Phật Pháp thì tôi cũng nhiệt tình là mỗi ngày tôi chia sẻ hai thờ ngày dựng tín nguyện tôi cứ khuyên niệm Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Gầy dựng tín nguyện kiên cố tôi nói mỗi ngày Ngày nào cũng ra mấy bài giảng. Thôi tôi tôi làm gì tôi cũng nhiệt tình hết mình rồi. Quý vị cho tôi một chén cơm, trời ơi. Ngày tôi ăn ba chén cơm này cũng không đơn giản. À, tôi, tôi, tôi 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 ngày tôi dùng ba buổi cơm này cũng không đơn giản. Tôi cũng làm việc quá trời luôn. Vừa cho đại chúng trong chùa này mà vừa cho công chúng bên ngoài, quý vị thấy tôi cũng quá nhiệt tình rồi. Thì bây giờ ai thấy tôi làm việc đó tốt thì cùng chúng ta cố gắng cùng cùng chúng ta làm. Nếu thấy rằng thầy làm không được tốt thì thôi Thì khỏi chúng ta ấy. Quý vị cứ gì chùa tu bình thường thôi Cuộc đời con người quý vị ơi Có nhiều thì làm nhiều, có ít thì làm ít Không có là thôi Chúng ta đều sống có tâm tùy duyên nhưng hết lòng Nhiệt tình Những đức tu học viết là hiểu quý vị Mười mấy năm nay đi tu gặp bao nhiêu cái sự thăng trầm Gặp bao nhiêu người Nổi tiếng lúc lên lúc xuống Nhưng mà nặng nề vào chỗ đó thì khổ thôi Cái danh trong cái khỏi đời này nó ghê lắm Chúng ta thường cứ bảo bọc đó Thật sự mà nói có thì phải mắc thôi Có tiếng thì mắc tiếng Có danh thì mắc danh Mắc rồi lại có Ở cõi này nó là như vậy đó Nên chúng ta đừng có lo sợ nặng nề chi Có những con người nó có cái danh tiếng rồi Cái gì cái bảo vệ bo bo Gì thì khó dạng sanh lắm Bo bo nó thì khó dạng sanh lắm Thí dụ như bây giờ những đức nói Có Phật tử Người ta là cư sĩ bình thường đó Nó nhắc nhở mình mình nghe lời hay Có một lần ở trong chùa cũng có một, một, cái thầy này không đi Những đức cũng định lên những đức gầy ông quá trời luôn Cô Phật tử cũng đến nói thầy thầy Dù gì cũng anh em quýt đệ thầy ơi Họ cũng ở trong chùa mình Bây giờ họ đi mà mình nói họ quá Phật tử người ta Mọi người ta cũng đánh giá lắm á thầy Tuy là người ta quý mình ta không nói đâu mà trong tâm người ta đánh giá tội dữ lắm thầy cái tội đó mặt trái mặt phải tội nặng dữ lắm thôi cái gì qua cho nó qua đi thầy gói gọn lại bỏ đi mình cảm ơn người ta ghê người ta chia sẻ câu hay ghê Nhưng đức nghe lời liền từ đó sao như đó không nói tới nữa quý vị chứ không thôi mình cũng ngứa miệng mình nói á mình là phàm phú mà thấy không tôi mong rằng những câu nói thì tôi nói chân thật vậy đó mỗi người chúng ta nên nhận thức đi dù cỡ nào cũng người thân của mình dù cỡ nào cũng đệ tử của mình Cỡ nào cũng người sống với mình Chúng ta chỉ nhắc nhở chung chung thôi Chúng ta đừng có nên phê phán nặng quá Nếu đặt mình vào người ta Mà mình chơi đến mức mà gọi là đường bí lối Thời thảm lắm quý vị Nếu nghiệp duyên của mình Mà người ta đứt đoạn mình luôn Bản thân mình không biết làm sao luôn Nên từ nơi đó mà cuộc đời của người phải có dũng khí Những đức nói rằng Cách nay 10 năm gì trước nếu như những đức là con người không từng rèn luyện ở ngoài đời Mạnh mẽ cứng cỏi quyết đoán thì những đức bức à Bứt rồi cái chặn đó Nghĩa là bây giờ không có tiền Nuôi một trăm mấy chục người Lúc đó mới xuống gặp bao nhiêu sự thử thách Trời khổ quá Còn trẻ mà thôi bỏ đi thôi Nhưng mà mình thấy bao nhiêu người già Mình không làm gì được Cố gắng vượt qua Sau này những đức cũng bị dứt mấy lần nữa những đức nói chắc tiêu luôn quá Người ta nổi tiếng quá mà Bức mình phát đức luôn chứ sao Thôi mình cố gắng Thôi kệ đi Cố gắng Nên những đức mong rằng trong cuộc đời này Nếu ai trù giật mình Thì bản thân mình thôi cố gắng niệm Phật đi Chúng ta đừng có Nói qua nói lại làm chi mất công Thí dụ như mình có nhắc nhở nhau Thôi Mình chưa biết ta có nghe lời mình hay không thôi Đừng có nêu tên nêu tuổi chi Nó cũng nhẹ chút quý vị nên Phật tử người ta là cư sĩ thôi. Mà người ta nhắc những đức, những đức thấy nó hay những đức nghe lời, sau này những đức nói đúng là cảm ơn người ta ghê. ta nhắc mình hay ghê. nên mình là một ông thầy mình phải lắng nghe một chút. Tại vì người ta lắng nghe mình thì mình cũng phải lắng nghe người ta chứ. Cư sĩ xuất gia gì ai cũng có cái hay chứ. Ta nói cái gì chắc chắn nó cũng phải có cái hay. Nếu có thì mình sửa, không có thì kinh nghiệm. Mình mà học Phật gì thì quá đặc biệt quý vị cho đừng có luôn luôn Nghĩ mình là một đỉnh cao Rồi bản thân chúng ta Ai nói gì đến là chúng ta Quải 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 không chấp nhận la lẽ Bao nhiêu chục năm nay tôi tu không lấy Tôi không biết bằng mấy người Đừng nói gì Có những cái mình trong cuộc mình tức lên rồi mình mất khôn Nó giận quá mất khôn Nhưng ta ngoài cuộc ta sẽ sáng suốt Nên người học Phật phải có tâm gì Thì đặc biệt lắm quý vị Nhớ nghe quý vị Đời này không có bình đẳng đâu nghe nên mong là những người những đức hướng dẫn ai cũng là người chấp nhận chứ. Quan hỷ vui vẻ. Đến chùa hay ở nhà gì. Chứ. Chồng vợ con mình đây trong nhà nè. Đặt để họ còn không được. Mình kêu họ bữa nay không được đi chơi còn đi. Nghe không? Chứ không chi mọi người mọi tính. Nhất là đến chùa đông đúc đó là sự rèn luyện chữ nhẫn đó. Mong Hoàng Phật tử nghe những lời như Đức chia sẻ mở rộng ra thêm chút nữa. Suy nghĩ cho kỹ nghe để rồi nhớ ai là Phật nhớ tây phương cực lạc vì cực lạc đi quý vị vì cực lạc sẽ bình đẳng à chúng ta nương một bộ nguyện của phật vì cực lạc thì chúng ta sẽ sống bình đẳng cái gì nó cũng bình đẳng tốt lắm vui lắm nhớ ai là phật nhớ tây phương cực lạc nghe quý vị không có buồn giận ai để trong tâm nghe không có vừa lòng không có bực bội mà không vừa lòng không vừa ý người ta làm chi thôi bỏ đi bỏ đi Nghe không cái nhăn cái quả anh phải tin cái tên ai mình nêu lên cái nó cũng nhăn cái quả đó bị ô còn không nêu lên là do nó chưa nhớ tới nhớ tới là nêu lên à khen chê gì cũng vậy nhăn quả không à thôi thông cái tâm này đi nhớ ai với đào phật nhớ tây phương cực lạc quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp nhau tây phương cực lạc nha chúc quý vị an lạc ai với đào phật chúc quý vị an lạc nha ai với đào phật nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ